Còn đây cô chú anh chị em thấy gà ở đây nó ăn mấy con crawfish nè. Ăn crawfish là ăn mấy con Việt Nam mình gọi là tôm hùm đất á. Là mình ăn rồi mình lên cho nó ăn mấy cái đầu với mấy càng nè, tại vì bên đây người ta ăn ta chỉ ăn lấy cái phần cái đuôi thôi, cái đuôi có thịt thôi, chứ cái đầu với cái càng ta bỏ hết. Có người còn nhiều người thích ăn cái càng, thật ra cái càng nó cũng không có nhiêu thịt nên ăn cho nó lẹ là bỏ hết. Bỏ hết càng. Giờ là đem ra cho tụi nó ăn cho nó có canxi. Nó có canxi thì cái vỏ trứng của nó mới dày được. Còn đây Lan định chưa khoe, nhưng mà bây giờ Lan phải khoe, tại vì Lan không biết là sắp tới là nó sẽ còn hay mất. Là tại vì Lan dọn được cái phía sau vườn nè, đã Lan dọn cũng khá, nhìn khá là gọn gàng ha. Dọn nhìn khá là gọn gàng để mà Lan chuẩn bị Lan trồng rau á. Nhưng mà tự nhiên Houston nó trở lạnh lại, nên Lan sợ là vài ngày nữa không biết mấy cây này còn tồn tại không, nên Lan khoe luôn. Tính để lớn chút xíu khoe thì nó đẹp hơn á. Nè đây mồng tơi đỏ của Lan nè. Mồng tơi gọi là mồng tơi đỏ là mồng tơi tím của Lan nè. Nó chỉ cần một cây hai cây trong đây thôi mà nó rụng hạt, nó mọc đầy trên nhà, với lại tí tô nhật. Còn bên cái chỗ chùm chính mít đây là rau muống. Trời ơi, năm nay Lan gieo được rau muống nè. Mỗi năm Lan gieo lên nó cũng lên đẹp vậy đó, nhưng mà đều có cái là lên xong cái nó bị ốc sên cắn hết trơn à. Năm nay lên được bao nhiêu đây nè, Lan mừng dễ sợ luôn. Chắc có lẽ là nhờ Lan trộn đất với lại trâu hôm trước Lan đốt cây ốc á. Nó lên nè, thấy không, thấy thương quá. Mà nhiệt độ lạnh quá Lan phải chùm lại, sợ Lan sợ nó chết. Tại vì mấy bữa nay thấy nó héo héo lắm, nắm nám lá rồi. Nếu mình để tiếp tục vài ba ngày nữa là sợ nó chết á. Cải của Lan cũng lên nè, trời lạnh là cải nó lên dữ dằn lắm. Nhưng mà đều có cái ông xã Lan ổng tưới thì sao mà nó văng gốc rễ lẫn lộn trên, còn có nhúm vậy đó. Đây là chậu kiệu. Rồi những cái cây mà trong chậu mà hơi lớn lớn á, Lan dọn vô dọc với bờ rào hết nè. Dọn vô dọc bờ rào hết. Mấy chậu nhỏ nhỏ này là ông xã Lan ổng ghim mấy cây thanh long đỏ. Thì khúc này nhìn nó còn tùm lum là tại vì Lan lấy bạc Lan chùm á, nên với lại mấy bao đất còn. Lan tính là vài bữa nữa Lan dọn gọn gàng rồi xong Lan trồng thêm cây nữa, rồi cây nó lớn nó tại vì rau nó lẹ lắm. Lan khoe, nhưng mà Lan sợ vài bữa nó không biết còn được cái gì. Tại vì trời tự nhiên nó trở lạnh lại, thời tiết yêu sinh nó vậy đó. Có khi tới tháng 4 nó vẫn còn bị đông đá. Mà nó không phải là nó đông, nó trời lạnh lạnh là nó đông đá đâu, mà đang nóng vậy đó. Xong rồi có một bất chợt một cái cơn bão tuyết nào ở bên trên miền Bắc á, mà nó thổi nó di chuyển xuống phía Nam á là mình bị liền. Rau thơm của Lan là ở dưới đất hồi năm rồi á, năm nay nó trồi lên nè. Mỗi năm á rau Lan nhiều lắm nha. Tại vì năm nay á là ông xã hồi năm rồi Lan, ông xã Lan ổng đào cái ao á, nên Lan dời chỗ cái ao lúc trước là cái vườn rau của Lan, Lan dời qua bên đây nên Lan bị mất gốc, mất giống hết trơn. Phải gầy lại, xong rồi bị gà nữa, nuôi gà cái bị gà nó phá nữa. Vườn của Lan bao la cây mã đề luôn nè. Là nhổ bỏ không hết luôn á. Mã đề người ta làm thuốc, vườn của Lan đầy trơn mã đề đâu má. Mà có xài có ăn đâu, ông xã Lan ông nói trời bà đem cái giống mấy giống quỷ này về làm gì. Đây dắp cá cũng lên lại nè, nó đèo đèo èo èo vậy đó. Là tại vì Lan làm trễ, Lan sợ bị lạnh á. Cái đầu của Lan sợ bị chóng mặt á, nên trời ấm lên Lan mới ra làm, chứ không có làm sớm giống như mấy anh chị khác. Nên mấy anh chị khác vườn là ngon lành hết rồi, Lan là bắt đầu là từ từ mới có thôi à. Đây nè cô chú anh chị em thấy gì hồn, chỗ cái cam của Lan đó, cam tái xịt của Lan đó. Bữa hổm Lan khoe cái cây cam, Lan quay có cái cam mà bông quá trời đó. Đó bây giờ nè nó rụng nè. Xong rồi ôi cái bao nhiêu đây mà nó đậu trái hết, mà là mà nó dự nuôi được là không mê luôn hết nha. Ráng nha cam, ráng nha. Trời chứ ta thấy che đậu trái mê quá chừng quá đất. Hồi xưa Lan có cây tắc đậu trái cũng y vậy đó, mà Lan mấy kỳ đông đá đó Lan không có chùm gì trơn, nó vẫn còn sống. Cái kỳ đó đông đá nặng á, cái mọi người xúm nhau kêu là chùm đi không thôi nó chết. Lan chùm phát nó chết queo. Cái chanh thái của Lan lúc Lan mua nó có bằng 1/3, giờ nó lớn được như đây nè. Hồi lúc đó Lan mua một, nó lớn 1/3, Lan mua nó là đã là như 49 đồng á. Bây giờ nó lớn bự cỡ này á, ở ngoài nó bán khoảng 100 mấy á. Tại năm nay tất cả vật giá đều leo thang lên gấp 3, thì đương nhiên cây cối nó cũng sẽ lên gấp 3. Với lại Texas mình có một cái trận mà đông đá mà lịch sử cây cối hầu như chết hết á, là mọi người phải gầy dựng từ đầu, ngay cả những vườn ươm họ cũng vậy. Nên thành thử ra khi mà họ gầy dựng từ đầu họ cũng bán mắc. Cây tắc của Lan này bữa hổm Lan mua cũng có 1/3, về mình vô chậu lớn á, vô chậu lớn ra cái là tự nhiên mình thấy nó bự liền.
cây mận cũng vậy, cây mận bữa hổm mua như là cũng như gần cả trăm á, nó nhỏ xíu à, tại vì họ trồng trong cái chậu nhỏ, xong rồi về mình vô chậu lớn là tự nhiên thấy nó bự ra nè. Bởi vậy á, Lan đi mua, Lan không bao giờ chọn chậu lớn, Lan mua kệ, nó mua cái cây trong cái chậu nhỏ về mình sang cái chậu lớn mà nó rất phát triển rất là tốt. Còn mình mua chậu lớn, nhiều khi họ mới vừa sang chậu qua chậu lớn cái họ bán cho mình với cái giá cao, nên cái này cũng là một cái kinh nghiệm đi mua cây. Lan rất là ít mua cây, tại vì Lan rất là kẹo, Lan kẹo lắm, Lan không có muốn tốn tiền nhiều, Lan không có muốn mua những cây lớn tốn tiền nhiều, tại vì á, Lan là cái tay gọi là tay thúi á, Lan trồng cái gì cũng hay bị chết hết trơn á, nhưng mà rất là ham trồng. À, cây khổ qua của Lan là cái thùng này, hồi xưa lúc trước Lan trồng khổ qua mà ăn được có một trái một à, cái bàn tay nó thơm lắm nên trồng ăn được có một trái một thôi. Rồi xong rồi cái trái đó thấy vậy, cái Lan để cho nó chín luôn cái nó rớt hột đi, bây giờ nó mọc lên. Lan tưởng đâu là, Lan tính Lan quăng cái thùng này Lan trồng cái khác á, chứ tự nhiên Lan thấy nó mọc lên Lan mừng quá dữ luôn. Trời trở lạnh lại nên không có cho cá ăn, không có cho cá ăn, nhưng mà mấy chỉ cũng vui vẻ, mấy chỉ tung tăng quá chừng qua đất luôn nè. À, nhưng mà không cho ăn, ông xã Lan nói với mấy ngày trước ấm á là tụi Lan cũng cho nó ăn nhiều rồi, mà cá nó không ăn một hai ngày vài ba ngày nó không sao hết á. À, thấy ghét chưa, kìa nó nghe tiếng Lan cái nó bu lại vậy đó, cá mà nó khôn như người vậy đó. Nhiều khi Lan cũng lúc mà ông xã Lan làm cái hồ này tốn tiền nhiều á, Lan cũng tiếc, Lan cũng hơi không có vui. Nhưng mà điều có cái là khi mà nhìn thấy tụi nó thì cũng thấy cưng. Bao làm gì vậy Bao, nhõng nha nhõng nhẽo hả con. Rồi thôi, Lan xin phép kết thúc video ở đây nha. Video của Lan bữa nay Lan quay lắc nhắc đi chứ nó cũng nhiều. Mặc dù là Lan không có chia sẻ cái gì nhiều. Tại vì nói chung là Lan muốn ghi lại kỷ niệm á. Kỷ niệm là mỗi năm mình có gì á. Nhưng mà điều có cái là vài bữa nữa Lan không biết là nó còn tồn tại không. Nên thôi kệ, Lan quay để mình có video để kỷ niệm. Để ông bữa vài bữa nữa nó chết hết rồi còn gì nữa đâu quay nè. Đây nè, cái cây Lan với ông xã Lan cắt vụ lũi luôn rồi nè ha. À, khỏe dữ lắm luôn rồi đó. Còn có cái gốc không thì cười, triệt khỏe lắm. À, ông xã Lan một lần nếu mà ấy thì ông xã Lan cưa bằng cưa máy, còn không thôi là hai chồng cưa tay luôn. Hồi xưa có một cái cây bằng phân nửa cây này, hai chồng cũng cưa tay hết luôn á. Đây nè, hồi xưa cái cây sầu đâu á là bằng phân nửa cái cây đó đó, hai vợ chồng Lan cưa tay bằng cây cưa này nè. Cô chú anh chị em tin không? Hai vợ chồng cưa tay bằng cây cưa này nè. Cưa sạch cái cây sầu đâu luôn á, chỉ bằng cái cưa này thôi nè. Cứng lắm, cưa mỹ bén dễ sợ luôn á. À, trời lạnh á nên thành thử ra bây giờ cũng chưa dọn dẹp gì được. Ông xã là ông bị dị hứng phấn hoa mà phía sau là cái đồng hoa vàng á, nên ông ra không được, mấy cái đồ nặng nặng là ông phải dọn, Lan không dọn được. Lan chỉ làm được dọn được cho trong cái vườn rau với cái đồ nhẹ nhẹ thôi. Thì thôi, vườn nhà Lan xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em nào đã theo dõi video dùng cho Lan ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị em rất 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 là nhiều. À, hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Bye bye.